chưa thể về nhà. Tròn hiếu đạo để phụng dưỡng mẹ cha, động nghiệp con những thiên thần áo trắng, dẫn thân đi chống dịch ở miền xa. Những lời nhẫn cùng những lời xin lỗi thật chân thành từ chính những bạn tôi, những người con khoác trên vai áo trắng đang đối đầu với cơn dịch Covid. Những người em, người vợ hiền yêu dấu, hãy thay anh chăm sóc cho gia đình. Là bác sĩ, anh không hề lùi bước, cùng anh em chống dịch vì quê hương. Đồng đội anh bao gian nan trong chất, mặc nguy cơ lại nhiễm dịch quanh hành. Bạn tôi đó những thiên thần áo trắng, vẫn ngày đêm quyết cứu sống bệnh nhân. Trong chúng tôi đã có người nhiễm bệnh, vẫn âm thầm chăm sóc cho bệnh nhân. Và đã có người ra đi mãi mãi, để lại tiếc thương cho bao đồng đội. Xin lỗi mẹ, con chưa thể về nhà. Tròn hiếu đạo để cùng dưỡng mẹ cha, động nghiệp con những thiên thần áo trắng, dẫn thân đi chống dịch ở miền xa. Những lời nhẫn cùng những lời xin lỗi thật chân thành từ chính những bạn tôi, những người con khoác trên vai áo trắng đang đối đầu với cơn dịch. Vợ hiền yêu dấu, hãy thay anh chăm sóc cho gia đình. Là bác sĩ, anh không hề lùi bước, cùng anh em chống dịch vì quê hương. Đồng đội anh gian nan trọng chất, mặc nguy cơ lại nhiễm dịch quanh hành. Bạn tôi đó những thiên thần áo trắng,
vẫn ngày đêm tuyên kêu sống bệnh nhân trong chúng tôi đã có người nhiễm bệnh vẫn âm thầm chăm sóc cho bệnh nhân và đã có người ra đi mãi mãi để lại tiếc thương cho bao đồng đội. Xin cảm ơn những thiên thần áo trắng đã miệt mài không quan ngại hy sinh quên thân mình quyết lo cho đại dịch đem bình an hạnh phúc đến bao người. Xin cảm ơn những thiên thần áo trắng miệt mài không quan ngại hy sinh quên thân mình quyết lo cho đại dịch đem bình an hạnh phúc đến bao người đem bình an hạnh phúc đến đem bình an hạnh phúc đến.